Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Forvision do Dolex PHR sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Forvision cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Forvision có thành phần là dầu cá 300mg, dầu gốc 100mg, vitamin C 35mg, trôn roi tín san phát NA 15mg, cao việt quất 10mg, lữ tê in 20% 10mg, alpha lipoic acid 10mg, vitamin E 10mg, kẽm gluconat 10mg. Magi Gluconat 10mg, Vitamin B2 5mg, Zeaxanthin 20% 2mg, Acid Folic 0,5mg, Vitamin A 500 IU, Forvision được bảo chế dưới dạng. Forvision mang lại cho người dùng công dụng, hỗ trợ chống oxy hóa, giúp cải thiện thị lực mắt, giảm mỏi mắt, khô mắt, giảm nguy cơ thoái hóa võng mạc do quá trình oxy hóa. Sản phẩm dùng cho các trường hợp, người thị lực yếu, khô mắt, mỏi mắt, mắt nhìn mờ, người có nguy cơ thoái hóa võng mạc. Người thường xuyên tiếp xúc với các yếu tố có hại cho mắt, người cần chăm sóc sức khỏe cho mắt. Sản phẩm Forvision Vision được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của Forvision Vision được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, trẻ em từ 6 đến 12 tuổi uống một viên trên lần, ngày một viên uống sau ăn. Người lớn uống một viên trên lần, ngày một lần, uống sau ăn. Chống chỉ định khi sử dụng Forvision. Vision. Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, để xa tầm tay trẻ em. Tác dụng của sản phẩm tùy thuộc vào sự hấp thu của từng người. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Forvision, đồng thời biết cách sử dụng Forvision sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.